và đón xem những video mới nhất từ kênh. Em xin chân thành cảm ơn các bạn. Và em xin phép bắt đầu. Bài nhảy này bao gồm sẽ có 6 tổ hợp nhảy, và trong 6 tổ hợp nhảy sẽ có những động tác khá là tương đồng với nhau. Sau khi em hướng dẫn các bạn nhảy một nhịp xong, em sẽ quay lưng lại, bật nhạc để nhảy một nhịp cùng hướng với các bạn. Em mong rằng các bạn hãy xem hết video để có thể nhảy cùng với em nhé. Em sẽ bắt đầu với tổ hợp nhảy đầu tiên. Bắt đầu với tổ hợp nhảy đầu tiên, chúng ta sẽ có hai động tác. Và động tác thứ nhất, chúng ta sẽ cho hai tay chắp lên phần eo, đồng thời sẽ bước chân ngang sang hai bên và đến một lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đi ngang sang hai bên và đưa ngang hai tay sang, và động tác này cũng sẽ đến một lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây chúng ta đã kết thúc tổ hợp nhảy đầu tiên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ hai. Đến với tổ hợp nhảy thứ hai, chúng ta cũng sẽ có hai động tác. Và động tác thứ nhất sẽ là động tác cha cha. Chúng ta sẽ bước chân phải đồng thời kết bằng tay. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đến đây chúng ta sẽ bước chân chéo sang bên, đồng thời kết bằng tay đưa ngang qua bụng, sau đó đổi bên và đến một lần 8 nhịp. Bắt đầu. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Đến đây chúng ta đã kết thúc tổ hợp nhảy thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ ba. Đến với tổ hợp nhảy thứ ba, chúng ta sẽ bước chân phải chéo lên trên, đồng thời sẽ đưa chân trái lên cùng, sau đó chúng ta sẽ đuổi chân, bước chân trái chéo lên và đưa chân phải trở về. Chúng ta sẽ đến một lần 8 nhịp, sau đó chúng ta sẽ lùi xuống 2 bước và kết hợp đưa tay. Chúng ta cũng sẽ đến thêm một lần 8 nhịp, tổng sẽ là 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3 và 4, chúng ta sẽ thu chân trái về, sau đó chúng ta sẽ bước chân trái lên trên và thu chân phải về. 5, 6, 7 và 8. Đến đây chúng ta sẽ bước lùi xuống 2 bước, đồng thời kết hợp tay. 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ tư. Và đến với tổ hợp nhảy thứ tư này, chúng ta sẽ có hai động tác. Động tác đầu tiên, chúng ta sẽ bước lên trên 4 bước, đồng thời sẽ kết hợp đánh tay sang hai bên. Sau đó chúng ta sẽ đá chân phải sang bên trái và nối bên, chân trái đá sang chân phải. Động tác này chúng ta sẽ đếm 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Đến đây chúng ta đã kết thúc tổ hợp nhảy thứ tư. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ năm. Đến với tổ hợp nhảy thứ năm, chúng ta sẽ lùi chân xuống 4 bước, đồng thời kết hợp đánh tay sang hai bên. Sau đó chúng ta sẽ đứng đá chân và em xin phép bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đến đây chúng ta sẽ đá chân trái sang bên, đồng thời kết hợp đánh tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta đã kết thúc tổ hợp nhảy thứ 5. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với tổ hợp nhảy thứ 6. Đến với tổ hợp nhảy thứ 6, chúng ta sẽ có hai động tác. Và chúng ta sẽ kết hợp đá chân và đánh tay. Chúng ta sẽ đếm 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ đưa chân sang ngang và đánh tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Em sẽ quay lưng lại để nhảy cùng hướng với các bạn.
1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Thôi, đến với câu nhảy thứ hai. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đến với câu nhảy thứ ba. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đến với câu nhảy thứ tư. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đến với câu nhảy thứ năm. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Đến với câu nhảy thứ sáu. 1 2 3 và 4 5 6 7 và 8. 2 2 3 và 4 5 6 7 và 8. Và bây giờ em sẽ hợp nhạc để nhảy khớp cùng các bạn một nhịp.